Thành Lê được One Championship vinh danh. Võ sĩ gốc Việt Thành Lê vừa được ban tổ chức One Championship bầu chọn là một trong năm tay đấm gây ấn tượng nhất trong năm 2020. Năm 2020 đã trôi qua một cách ấn tượng với Thành Lê khi trong cả hai lần thượng đài tại One Championship với Ryogo Takahashi và Martin Nguyễn, anh đều giành được chiến thắng thuyết phục. Đặc biệt, việc hạ gục Martin ở trận so tài hôm 30 tháng 10 vừa qua cũng chính thức giúp tay đấm 35 tuổi trở thành tân vương mới ở hạng cân Featherweight, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp. Chính thành tích ấn tượng đó của Thành Lê đã giúp anh được ban tổ chức One Championship bầu chọn vào danh sách 5 tay đấm có màn thể hiện tốt nhất trong năm vừa qua. Ngoài võ sĩ gốc Việt, 4 cái tên còn lại cũng được vinh danh, bao gồm nhà vô địch hạng Middleweight Renier Drister, hiện tượng mới nổi ở nội dung Atomweight nữ, Dennis Jamboga, ông hoàng hạng nhẹ Tristan Lee và tay đấm có thành tích bất bại trong năm qua Ritu Fogas. Về Thành Lê, anh đã có tổng cộng 14 lần thượng đài chuyên nghiệp với thành tích 12 chiến thắng, 2 bại. Và thành tích thi đấu đỉnh cao là việc chinh phục thành công chiếc đai Featherweight Championship sau khi hạ gục Martin Nguyễn. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thành Lê đấm tan nát Martin Nguyễn là trận đấu hay nhất MMA châu Á 2020. Xoán ngôi Martin Nguyễn để trở thành nhà vô địch MMA thế giới, Thành Lê hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ đai vô địch của mình vào năm sau. Kể từ khi Thành Lê tham gia đấu trường One Championship ở hạng cân Featherweight, hạng cân mà Martin Nguyễn giữ đai vô địch, giới truyền thông và người hâm mộ võ thuật đã mơ về trận thư hùng đỉnh cao giữa hai võ sĩ gốc Việt trên sàn MMA danh giá nhất châu Á. Khả năng này đã gần hơn khi Thành Lê liên tiếp hạ đo ván các đối thủ mạnh bằng những đòn thế đậm chất taekwondo gia truyền. Điều gì đến cũng phải đến. Chủ tịch One Championship Charlie Sirodong đã lên kèo cho Thành Lê thách đấu trước đai vô địch của Martin Nguyễn vào cuối tháng 10 vừa qua. Dù thi đấu không khán giả do dịch Covid-19, sức nóng của trận đấu kinh điển giữa hai võ sĩ gốc Việt diễn ra ở Singapore làm sục sôi làng võ thuật tổng hợp châu Á. Với vị thế nhà vô địch, Martin Nguyễn luôn là người chủ động tấn công, trong khi đó Thành Lê cho thấy mình đã bỏ ra không ít tâm huyết cho trận đấu này, với những cú đá linh hoạt bằng cả hai chân và di chuyển khắp sàn đấu, khiến Martin Nguyễn gặp nhiều khó khăn trong việc áp sát. Thành Lê đảo vị trí liên tục khiến Martin khó áp sát lối đánh phản công sở trường. Đầu hiệp 3, Martin Nguyễn đến rất gần với chiến thắng khi ép được Thành Lê vào góc lồng để ra đòn dồn dập. Trong thế chịu đòn, Thành Lê bất ngờ phản công bằng một cú đấm tay phải cực mạnh khiến Martin Nguyễn choáng váng. Tận dụng cơ hội, Thành Lê vung liên tiếp những cú đấm bằng hai tay để hạ đo ván Martin Nguyễn, qua đó chính thức trở thành nhà tân vô địch MMA thế giới hạng Featherweight của One Championship. Thất bại này không khiến Martin Nguyễn gục ngã. Thời gian qua, võ sĩ người Úc gốc Việt thường xuyên đăng tải những clip tập luyện với thông điệp sẽ sớm đòi lại chiếc đai của mình. Được biết trận tái đấu giữa Thành Lê và Martin Nguyễn có thể sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Martin Nguyễn sẽ phải thi đấu thắng một trận trước khi đủ quyền thách đấu chiếc đai vô địch mà Thành Lê đang nắm giữ. Dù là trường hợp nào, trận tái đấu giữa hai võ sĩ gốc Việt chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn màn đụng độ hồi tháng 10. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thành Lê từ chối Martin Nguyễn muốn cướp đai của quái vật Singapore. Tân vương hạng lông One Championship Thành Lê đã có những chia sẻ đầu tiên về dự định trong năm mới, bao gồm cả việc lên hạng thách đấu Tristan Lee. Năm 2020 có lẽ là một năm thành công nhất với Thành Lê, võ sĩ MMA người Mỹ gốc Việt, nhà vô địch hạng lông của One Championship. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cả thế giới phải đóng cửa trong vài tháng, Thành Lê vẫn kịp có cú knockout lần thứ 3 liên tiếp từ ngày ra mắt One trước Ryogo Takahashi. Chiến thắng giúp anh đảm bảo suất tranh đai trước khi quay trở về Mỹ. 9 tháng sau đó tại One Inside the Matrix, tay đấm sinh năm 1985 giành chiếc đai vô địch chính thức đầu tiên trong sự nghiệp khi hạ gục người tiền nhiệm Martin Nguyễn. Cú knockout và trận đấu trước Martin
cũng giúp Thành Lê đạt hai danh hiệu knockout của năm và trận đấu của năm 2020 từ One Championship. Thành Lê chia sẻ với One: Martin đại diện cho Australia và Việt Nam, còn tôi đại diện cho Mỹ và Việt Nam. Thật tuyệt khi có trận đấu với hai võ sĩ đại diện cho Việt Nam, nhưng tôi và anh ấy cũng đều đại diện cho một quốc gia khác. Chúng tôi vừa giống lại vừa khác nhau, thật khó để bạn tìm thấy điều này ở bất kỳ trận đấu nào khác. Dù sao tôi cũng rất vui khi mang lại chiếc đai vô địch về với gia đình mình. 4 chiến thắng, 4 cú knock out, năm 2021 sẽ là năm đầu tiên Thành Lê bước vào hành trình bảo vệ đai của mình. Trong đó hai ứng cử viên đáng chú ý nhất hiện tại là Hảo Như Thuật, The Lion Killer Gary Tonon, người đang có 6 trận toàn thắng, và cả lời hẹn tái đấu cùng Martin Nguyễn trước đó. Tuy nhiên bên cạnh mục tiêu bảo vệ đai, Thành Lê còn hướng tới viễn cảnh xa hơn khi anh muốn trở thành người tiếp theo giữ đai ở hai hạng cân khi lên hạng nhẹ thách đấu với Tristan Lee. Thành Lê nhận định, năm tới sẽ có rất nhiều biến động. Chúng tôi đang ở cao điểm với nhiều võ sĩ tài năng xuất hiện, tất cả đều nhắm tới chức vô địch. Nhưng tôi cũng muốn lên hạng và đấu với Tristan Lee. Cậu ấy có màn trình diễn tuyệt vời ở cùng sự kiện với tôi. Có lẽ tôi sẽ tranh đai hạng nhẹ với Lee, còn Martin và Gary Tonon sẽ đối đầu quyết định người tranh đai hạng lông tiếp theo. Cũng tại One Inside the Matrix, Tristan Lee hạ gục trong vánh tay đấm người Moldova Iuri Lapikos, bảo vệ thành công đai vô địch hạng lightweight. Hiện tại ở hạng cân này, Lee vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời và chưa có đối thủ nào đủ sức đe dọa ngôi vị của anh. Nếu được One Championship chấp thuận, Thành Lê sẽ đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch hai hạng cân tiếp theo tại giải đấu. Thành tích vốn được người tiền nhiệm Martin Nguyễn khai mở, tạo nên xu hướng đai hai hạng cân ở One kể từ năm 2017. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Bại tướng của Martin Nguyễn nói gì sau khi vô địch One Championship? Nhà vô địch hạng nhẹ lightweight của One Championship, Tristan Lee, vừa bảo vệ thành công danh hiệu của mình sau chiến thắng trước Luri Lapius. Chạm trán Luri Lapius trong trận đấu bảo vệ danh hiệu vô địch hạng nhẹ lightweight, Tristan Lee được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ của anh đang có phong độ cao với chuỗi thành tích 14 chiến thắng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên trái với dự đoán của phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ, Tris đã nhẹ nhàng vượt qua Lapikus sau 2 phút 19 giây, theo hình thức knockout kỹ thuật. Hứng khởi với kết quả vừa đạt được, tay đấm nhà họ Lee có phát biểu sau trận rằng: "Thật tuyệt vời, tôi cảm thấy rất phấn khích khi trở lại Singapore, nơi được xem là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi đã có khoảng thời gian không thể quên ở đây. Hôm nay tôi muốn dành tặng 100% chiến thắng này cho gia đình và huấn luyện viên, đồng thời cũng là cha của tôi, Kevin Lee." Thông tin thêm về gia đình của Tristan Lee, khi họ đều có truyền thống rèn luyện võ thuật, với cha và mẹ của anh đều là các võ sư, trong khi các chị của anh, Angela Lee, cũng đang nắm giữ đai vô địch One Anthem West Women Championship. Còn em gái Victoria Lee cũng vừa ký hợp đồng chính thức để trở thành tay đấm thuộc quyền quản lý của giải đấu võ thuật danh giá One Championship. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.